em sang chia sẻ tới các bác một mẫu bàn ghế có tên gọi là mẫu ghế trung đường các bác nhé. Và trên nền tảng chất liệu gỗ hương nào, em sang chọn vân đỏ đen các bác ạ. Sản phẩm được đồ gỗ Sáng Trang bên em làm theo cái truyền thống nội thất Trung Hoa các bác ạ. Toàn bộ hàng là trên nền tảng là hàng tháo lắp từng thanh một các bác ạ. Đó, hàng mộc, nguyên mộc các bác nhé. Với dòng gỗ hương nào, em sang chia sẻ rất nhiều về chất gỗ rồi các bác ạ. Dòng đỏ đen thì chất gỗ được cái là gì? Cái màu của nó rất già các bác ạ, rất già. Khi mà hoàn thiện lên thì cái tông màu trầm là tông chủ đạo các bác ạ. Và với những bộ trung đường như thế này, quý vị anh chị em mình sử dụng những không gian phòng khách hoặc là những cái sảnh của những ngôi nhà các bác nhé. Và theo truyền thống nội thất Trung Hoa thì mẫu ghế trung đường là một trong những cái điểm nhấn vô cùng quan trọng mà em Sáng muốn chia sẻ tới các bác ạ. Và với bộ 6 món như thế này thì chúng ta sẽ có là những gì? Chúng ta sẽ có một chiếc bàn dài các bác nhé. Đây các bác này, đây là cái bàn dài này. Cái bàn dài này bên đồ gỗ Sáng Trang làm thông số kỹ thuật là chiều dài 2m50 các bác ạ, 2m50. Đó, còn cái tai nữa các bác ạ. Đây, còn cái tai ở chỗ này nhưng mà em Sáng chưa làm xong. Đó. Bàn thì là vuông 98 các bác ạ, vuông 98 các bác ạ, vuông 98. Ghế là chiều rộng là 72 các bác nhé, chiều sâu 52. Đó, các bác cảm nhận này, những cái mặt ván này. Đó, những cái mặt ván em Sáng chọn vân chun cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác thấy này. Đấy, hàng mộc này, hàng mộc nhưng mà chọn vân chun rất đẹp các bác nhé. Đó. Cái bộ này được cái rất đẹp đó là gì? Hai cái ghế này là em Sáng lựa hai cái vân chun trên cùng một cây các bác ạ, trên cùng một cây. Để các bác thấy này. Đó, trên cùng một cây. Khi mà sản phẩm mà được phun PU lên thì em Sáng nghĩ là nó rất tuyệt vời ở chỗ là vân nó cực kỳ lội luôn. Nó rất sáng vân. Với dòng trung đường mây như này thì quý vị anh chị em mình cảm nhận là cái họa tiết hoa văn chính của sản phẩm đó là gì? Toàn bộ là đục mây các bác nhé, toàn bộ là đục mây. Chân này các bác này, đó, chân của ghế trung đường. Đó. Và toàn bộ những cái chi tiết cái bằng giữa quý vị anh chị em mình cảm nhận này, cái trương này cũng đục mây hết các bác ạ. Và cái đầu trương thì được đồ gỗ Sáng Trang mình bo các bác nhé, bo tròn này, nó tạo lên một cái điểm G, hai điểm G lượng cực kỳ lổi và mềm mại các bác ạ, cực kỳ lổi và mềm mại. Đó. Thì với bộ trung đường 6 món này, quý vị anh chị em mình set up tùy theo cái phòng của mình các bác nhé. Đó, ví dụ như là cái bàn dài này thì quý vị anh chị em mình có thể không cần nằm dài 2m50, mình có thể nằm dài 2m2 cũng được các bác ạ. Thì cái cân đối tỷ lệ thì em Sáng sẽ lên một bản thiết kế làm sao cho phù hợp nhất với không gian nội thất của quý vị anh chị em nhà mình định hướng đến các bác ạ. Và với bộ trung đường thì bao giờ thế các bác phải kê thêm hai cái đôn này các bác này thì nó mới đẹp. Đó, kê thêm hai cái đôn này. Hai đôn cao này thì quý vị anh chị em mình có thể là để lục bình hoặc là để những bình gốm, nó vô cùng tuyệt vời các bác ạ. Đó, cách setup của cái nội thất Trung Hoa thì bao giờ vậy, nó hướng đến những cái thẩm mỹ cực kỳ cao. Đó, thường thường những cái mặt bàn dài này, nếu quý vị anh chị em mình xem những bộ phim cổ trang, những bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc ấy, là người Trung Quốc người ta, một là người ta để ông Bang Tam Đa, hai là người ta để một cái giá Nga nhỏ, hay là bức tranh, nói chung là để những cái vật gì có giá trị, hoặc là những cái bình gốm, bình sứ, đó, nó có giá trị cực kỳ cao các bác ạ. Và khi mà các bác cảm nhận các bác ngồi những ghế trung đường này, cực kỳ tôn vinh được cái giá trị của chủ nhân cũng như là khách đến chơi nhà các bác ạ. Đó, và mỗi ghế trung đường này các bác có thể set up ở phòng khách hoặc là phòng thờ các bác nhé. Đó, kể cả phòng thờ cũng được các bác ạ. Các bác set up ở phòng thờ thì cái sản phẩm nó mang tính chất là gì? Nó tạo lên một cái không gian nội thất phòng thờ vô cùng là tôn nghiêm các bác ạ, cực kỳ tôn nghiêm luôn. Và toàn bộ mộng mạng thì các bác hết sức yên tâm, bởi vì bên đồ gỗ Sáng Trang bên em là làm theo cái truyền thống nội thất Trung Hoa, tất cả mộng là hàng tháo lắp hết các bác ạ, hàng tháo lắp. Và mỗi một chất gỗ nó sẽ tạo lên một cái sản phẩm khác nhau các bác ạ. Đó, đây em Sáng quay trực tiếp xưởng của mình này, quý vị anh chị em thấy này. Đó, đây là một bộ trung đường trên nền tảng chất liệu gỗ hương Lào, nhưng mà vân là vân vàng chanh các bác nhé. Đây, vân vàng chanh này, quý vị anh chị em cảm nhận này. Đó, vân vàng chanh. Đấy, chia sẻ tới quý vị anh chị em nhà mình, đây là những cái khung chanh này. Đó, khung chanh mà bên đồ gỗ Sáng Trang bên em đã vào phần thô rồi các bác nhé, vào phần thô rồi. Đó, và đây em Sáng đang lên tiếp một bộ hàng đỏ đen này các bác này. Đó, hàng đỏ đen chia sẻ quý vị anh chị em nhà mình, để quý vị anh chị em nhà mình biết được cái chất gỗ. Đấy, các bác thấy này, đây là cái chất gỗ hàng thô các bác nhé, chất gỗ hàng thô. Khi mà bên em Sáng này, đấy, vừa mới dọc ra, đây khung chanh này các bác này,
Đó, đây là hai khung tranh cùng một cây gỗ. Đấy, bốn cái khung tranh này là trên nền tảng là cùng một cây này các bạn này. Đó, cùng một cây. Đấy, các bạn thấy không? Chất gỗ cực kỳ già đanh. Đấy. Và cái đặc biệt của những bộ mà hàng đỏ đen thì nó hay có những cái vân chỉ đen chạy các bác ạ. Thế nên em Sáng chia sẻ tới các bác là rất tuyệt vời. Những sản phẩm mộc em Sáng đã chia sẻ tới quý vị anh chị em nhà mình và cách hoàn thiện làm thế nào nên để lên một bộ sản phẩm tuyệt vời đẳng cấp thì em Sáng cũng chia sẻ hết tới quý vị anh chị em nhà mình. Và cũng chỉ mong một điều là quý vị anh chị em nhà mình hãy trao một cơ hội nhỏ cho Đồ Gỗ Sáng Trang. Em Sáng sẽ phục vụ quý vị anh chị em với một cái sản phẩm, một tác phẩm nội thất vô cùng đẹp và hoàn hảo. Và một lần nữa, Đồ Gỗ Nội Thất Cao Cấp Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.